Mến chào các bạn, mình là Cửa Nhà Bước 1. Cảm ơn thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Hôm nay thì xin mời các bạn theo chân mình tham quan một buổi giám sát tiến độ công trình ở Bình Đại, Bến Tre các bạn. Với cái chiều rộng mặt tiền của ngôi nhà này là 9,6m và cái chiều sâu là 15m, được bên đơn vị mình tư vấn thiết kế xây dựng trọn gói ở Bình Đại, Bến Tre. Hiện nay khi có dịp quay trở lại công trình ở cái giai đoạn là hoàn thiện và chuẩn bị bàn giao các bạn. Như các bạn đang quan sát là cái mặt tiền ngôi nhà này là nhà mái thái 3 cấp, hành lang chữ L, được thiết kế đầy đủ công năng cho một cái gia đình 3 thế hệ sử dụng. Cái phần sảnh trước và cái phần sảnh bên liên kết thành hình chữ L. Cái phần cái mặt lòi nằm phía bên tay phải, được thiết kế là một phòng làm việc, một phòng khách, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, khu vực bếp và phòng ăn. Điểm thú vị ở cái ngôi nhà này là cái phần mái nó rất là cứng cáp và rất là cao ráo các bạn. Cái phần hành lang chữ L sẽ được đúc ở bê tông. Đây là người ta gọi là nhà mái thái 3 cấp. Cấp mái thứ nhất là tại cái vị trí phần sảnh, cấp mái thứ nhì là tại cái phần vị trí mặt lòi, còn cái cấp mái tổng là từ hai cái vị trí này trở ra phía sau. Và cái điểm mà tạo nên cái điểm nhấn cho cái mặt bên và cái mặt tiền ngôi nhà này nữa là sẽ được bắt dần chữ A ở cái phần phía cuối ngôi nhà này. Về tổng thể cái ngôi nhà này, cái mặt tiền nó rất là đẹp các bạn. Mình cảm giác là ngôi nhà này nó rất là đẹp ở cái phần cái mặt tiền, do nó rất là rộng là 9,6m, do đó cái mặt tiền là nó rất là hoành tráng. Gạch nền thì sẽ được lát là gạch 80x80. Về phần trần thì sẽ được đóng trần thạch cao dựng cấp với toàn bộ khu vực công năng ở bên trong ngôi nhà này. Về phần gạch thì sẽ được ốp cao lên là 1,5m, gạch 30-60. Thì tổng thể cái ngôi nhà này ở cái giai đoạn này thì cũng đang trong cái giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho gia chủ các bạn. Có thể nói là cái ngôi nhà này sử dụng một cái tông màu rất là ngọt, là màu vàng hột gà kết hợp với màu trắng. Các bạn đang quan sát là cái phần nội thất ở bên trong, có thể nói là nó rất là rộng rãi các bạn. Mà toàn bộ những cái công năng ở bên trong đều được đặt để theo đúng cái vị trí của nó, kèm theo đó là tạo nên một cái không gian rất là thú vị, rất là rộng rãi là cái vị trí phòng làm việc và cái phòng khách. Các bạn đang quan sát đó chính là cái vách phòng khách và cái vách buồng các bạn, sẽ tạo điểm nhấn bởi những cái vờn bo bát nguyệt, giúp cho ngôi nhà này cái phần cái nội thất ở bên trong nó trở nên mềm mại hơn. Tại cái vị trí phần bếp thì sẽ tạo một cái điểm nhấn bằng bởi một cái vách ngăn và tạo nên một cái vầy ba tại cái vị trí này. Việc lưu thông gió và ánh sáng cái ngôi nhà này rất là tốt vì được đặt để trên một cái mảnh đất trống và xây dựng ở nông thôn. Chính vì vậy mà nó có cái phản hở phía bên trái, phía bên phải, phản sân trước và phản sân sau, giúp cho ngôi nhà này nó đứng tại cái vị trí nào nó cũng phát huy hết cái vẻ đẹp của nó, và kèm theo đó việc lưu thông gió và ánh sáng rất là tốt. Xây dựng nhà mái thái ở nông thôn sẽ không làm cho mọi người thất vọng vì cái mẫu nhà này nó đẹp đến từ cái phần mái, tạo nên một cái điểm nhấn rất là thú vị, kèm theo đó nó rất là cao ráo, mình đứng tại cái vị trí nào nó cũng phát huy hết cái vẻ đẹp của nó. Đây chính là cái thế mạnh mà cái mẫu nhà mái thái mang lại. Về phần cột là cũng là một cái điểm nhấn rất là thú vị ở cái ngôi nhà này. Cột từ bên đơn vị mình thiết kế hoàn thiện nó chính là 40x40, đế cột là 50x50, giúp cho ngôi nhà này nó càng trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Và kèm theo đó cái cột nó to, nó giúp cho ngôi nhà này nó sẽ trông giống như là một cái ngôi nhà biệt thự sân vườn các bạn. Và các bạn hãy chờ xem bên đơn vị mình hoàn chỉnh và bàn giao cái ngôi nhà mái thái 3 cấp ở Bình Đại, Bến Tre để đến như thế nào, thì mình sẽ thực hiện cái video chi tiết khi cái mẫu nhà này thực hiện xong gửi đến mọi người tham khảo. Mình vừa cùng các bạn trải qua tham quan là tiến độ thi công của một cái công trình mái thái ở Bình Đại, Bến Tre với cái chiều rộng mặt tiền là 9,6m và cái chiều sâu là 15m. Mình dẫn mọi người tham quan và có những cái hình ảnh trực quan gửi đến mọi người tham khảo. Và video của mình đến đây là xin kết thúc. Bây giờ xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.